Vâng, và hôm nay tiếp tục em Lê Tuấn lại tìm kiếm cho các bác được một tài năng Việt, một siêu phẩm hoa 4630, 4610, nhưng đây là 4630. Chào mừng Đức. Rồi tắt luôn. Và cái này là... đây 4630 nó riêng đặc biệt này, hơn này nhất đầy đủ. Đây chị phải gỡ đi. Rồi. Rồi. Cái này là móc vào lại xong. Rồi, tăng đưa vào luôn mà. Rồi càng đi. Em về với chồng. Và đã xong. Đã giao dịch xong một siêu phẩm. Kiếm cái đinh sổ mấy cái chó này mà ra mày. Ủa chạy nửa đường rớt cái đụng chắc chắc. Ờ chết đã. Rớt cái rồi mà thiệt giữ đường cái đường chết. Đi đây đi đây. Có cái chó nào không? Tuyệt vời luôn các bác. Phải chăng? Vua Liêu Dốc. Cái này mà mình làm ba đời sống cái đẹp lắm nhỉ. Có cảng. Có cảng luôn ha. Vậy mình đổ cái cảng. Ờ đổ cảng nữa. Đổ cảng nhìn ngầu. Ừ. Mà tay lái hơi bị đẹp. Ấy nó đẹp. Đẹp. Mùi miếc. Rồi. Đấy, vô rồi, tầm nay nhậu. Chào đang còn 63. Chào 63. Chào chiến binh. Vì điều kiện thay đổi cho nên thanh niên Dương Minh Châu chuẩn bị nhập ngũ lên đường, thay đổi chiến thuật chiến lược để tiếp tục lại lên một em nhỏ hơn một chút, hai cầu. Đấy, cho nên là thay đổi siêu for 4630 hai cầu. Đấy, và rất mong tất cả cả nhà cũng như tất cả các bác ai đang thích dòng for mà hai cầu thì các bác điện thoại cho Lê Tuấn 0394 3698 có kèm theo cây dàn chào có nhé. Đấy, và mùi và đăng nguyên zin. Đấy, hàng nói chung hàng bãi mới lấy về luôn theo nhu cầu của gia đình, nó to quá nhưng mà chủ thì đang máu thanh niên để muốn lớn nhưng mà về thì cày thì nó lớn quá, nó vướng, bây giờ yêu cầu để đổi lại Kubota hai cầu loại nhỏ, thế thôi, 3000 và 3001 hoặc 32 gì đó. Đấy đó. Thì là để cho nó nhỏ, luồn lách nó dễ. Đấy, trong cuộc sống của chúng ta thì có những cái thì thích lớn nhưng mà lớn lại không đáp ứng được yêu cầu, nó lại dư quá. Đấy, cho nên đổi lại. Đấy. Một cái cung thì các bác đang cần dòng Ford 4630 thì điện thoại cho Lê Tuấn 0394 3698. Lê Tuấn dẫn đến cho các bác nhé. Để thương hiệu của em luôn. Đấy, về các bác chỉnh sửa lại cho trắng trẻo cho tia đẹp. Thế thôi. 135 triệu. 135 triệu là ok các bác nhé. Đầy đủ cho các bác. Và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại các bác video sau.